Ngọc Lan hoang mang trước cô gái yêu cầu lạ khi đi hẹn hò. Ông Mai Quyền Linh và bà mối Ngọc Lan thích thú xe duyên cho cặp đôi trái dấu, đặc biệt là cô nàng cá tính với loạt tiêu chí chọn bạn trai vô cùng mâu thuẫn. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tập 948 lên sóng cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Phan Thanh Bình, 26 tuổi, là giáo viên tiếng Anh và Đặng Ngọc Yến, 26 tuổi, hiện quản lý mầm non cho trung tâm ngoại ngữ. Trên sân khấu, Ngọc Yến gây ấn tượng với vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt ưa nhìn. Theo chia sẻ, cô là người biết lắng nghe, quan tâm đến mọi người nhưng đôi khi rất dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Tiết lộ về đường tình duyên, Ngọc Yến cho biết từng trải qua một mối tình, nhưng vì lúc đó tính cách khá trẻ con nên không đi đến kết quả. Giờ đây, khi đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, Ngọc Yến đến Bạn Muốn Hẹn Hò với mong muốn tìm một nửa như ý. Khi được hỏi về tiêu chí chọn bạn trai, cô gái 26 tuổi đưa ra rất nhiều yêu cầu, về ngoại hình thì phải cao hơn tôi, cụ thể là từ 1m65 trở nên. Tuy nhiên, anh cũng đừng có cao quá vì nếu cao quá thì tôi đứng sẽ chênh lệch. Cái đó mới bên ngoài thôi, mình phải có ngoài với trong. Nếu được thì anh ấy đừng hút thuốc, còn nếu hút thì cứ hút thôi. Anh đừng gia trưởng, nóng tính. Tôi thích anh ít nói nhưng phải nói nhiều với tôi. Tôi giận thì phải tìm cách nói chuyện, dỗ dành chứ đừng bỏ đi. Trước những yêu cầu khó chịu và có phần mâu thuẫn của nhà gái, Ngọc Lan hoang mang chỉ biết thốt lên, cô bé này thú vị quá. Trái ngược với tính cách sôi nổi của đàn gái, Thanh Bình lại khá trầm tính và ít nói. Anh cho biết bản thân có điểm mạnh là hiền lành, chăm chỉ nhưng lại hay quên, cũng không có nhiều kinh nghiệm về tình trường. Anh cho hay, từ nhỏ tới giờ, tôi cũng chỉ hẹn hò quen biết kiểu học sinh chứ chưa có mối tình nào sâu đậm. Tính cách trái dấu nhưng có phần bù trừ của cả hai khiến mẹ Thanh Bình vô cùng ưng ý Ngọc Yến. Đại diện nhà trai hào hứng đẩy thuyền cho cặp đôi, nãy giờ nghe con chia sẻ thì cô thấy thích rồi đó. Đến đây cũng là một cái duyên, hai con hãy trao nhau cơ hội để tìm hiểu. Cô hiếm muộn nên rất ít con và mong mỏi được có dâu để cô yêu thương. Trước sự chân thành của gia đình, Quyền Linh, Ngọc Lan hào hứng cho mở rào để đôi trẻ trực tiếp tìm hiểu nhau. Ngay khi vừa gặp mặt, cặp đôi trao cho nhau những món quà ý nghĩa và có cuộc trò chuyện thoải mái, vui vẻ. Sau khi chia sẻ về những quan điểm trong tình yêu, cả hai như tìm được điểm chung. Ngọc Yến và Thanh Bình đều có ấn tượng tốt với người đối diện nên nhanh chóng đi đến quyết định bấm nút. Sự ngọt ngào của hai khách mời khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan rất mong chờ một cái kết có hậu. Sau 3 tiếng đếm của bà mối, màn hình trái tim sáng đèn báo hiệu cả Thanh Bình và Ngọc Yến chấp nhận tìm hiểu khiến mọi người phấn khích, cùng gửi lời chúc phúc cho cặp đôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.